Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thân chào các em học sinh. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại kiến thức cũ qua câu hỏi sau. Các em ghi câu này vào tập bài tập và ở nhà làm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài 45, axit acetic. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu 5 phần. Axit acetic có công thức phân tử là C2H4O2, phân tử khối bằng 60. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất vật lý của axit acetic. Các em mở sách giáo khoa trang 140. Axit acetic trong đời sống các em gặp rất nhiều dưới dạng giấm ăn. Giấm ăn là dung dịch axit acetic có nồng độ từ 2-5% đó các em. Như vậy, axit acetic là một chất lỏng không màu, vị chua và tan vô hạn trong nước. Phần này các em sẽ học ghi nhớ 1 trang 142. Axit acetic có cấu tạo phân tử như thế nào? Các em quan sát. Đây là mô hình phân tử axit acetic. Công thức phân tử C2H4O2 có nhiều công thức cấu tạo khác nhau. Thầy giới thiệu 3 cấu tạo. Theo các em, cấu tạo nào là của axit acetic? Các em xem lại mô hình của phân tử axit acetic dạng rỗng phía trên nhé. Các em đã tìm ra đáp án chưa? Đó chính là cấu tạo B. Axit acetic thì phải có gốc axit. Như chúng ta đã biết, nguyên tử hydro trong nhóm OH rất linh động. Hydro này rất dễ bị thay thế bởi các kim loại. Và khi hydro này bị thay thế, liên kết OH đứt sẽ tạo thành gốc axit. Đây chính là gốc acetat. Trong phân tử axit acetic có nhóm CO kết hợp với nhóm OH tạo thành nhóm lớn hơn, đó là nhóm COOH. Đặc trưng của axit, chính nhóm này làm cho phân tử thể hiện được tính axit. Các em ghi bài nhé. Chúng ta nhắc lại để so sánh công thức cấu tạo của rượu etylic và axit acetic. Vậy nhìn vào hai công thức cấu tạo này chúng ta thấy có gì giống nhau? Đều có nhóm OH. Nhưng đối với axit thì có thêm nhóm CO gắn với nhóm OH tạo thành nhóm lớn hơn. Đó là nhóm COOH. Chính nhóm này mới thể hiện tính axit các em nhé. Như vậy, chúng ta cần nhớ khi nói tới rượu là chỉ nói tới nhóm OH. Nhưng khi nói tới cấu tạo của axit hữu cơ là phải nói tới nhóm COOH. Với cấu tạo như vậy thì axit acetic sẽ có nhiều tính chất hóa học gì? Axit thì chắc chắn phải có tính axit. Chúng ta sẽ kiểm tra tính axit của axit acetic qua thí nghiệm thứ nhất. Chuẩn bị 5 ống nghiệm, cho vào axit acetic ở mỗi ống nghiệm. Sau đó, ống nghiệm 1 em sẽ cho vào quỳ tím, ống nghiệm 2 cho vào dung dịch NaOH có chứa phenolphthalein. Dung dịch NaOH có chứa phenolphthalein thì dung dịch sẽ có màu gì? Các em còn nhớ không? Lúc đó ống nghiệm 2 sẽ có màu hồng. Ống 3 cho vào đó một ít dung dịch N2CO3. Ống 4 kẽm, ống 5 chứa đồng hai oxit. Sau khi em cho axit acetic vào 5 ống nghiệm đã chứa sẵn các hóa chất này thì nêu hiện tượng mà rút ra kết luận nhé. Khi vào lớp học thực tế, các em sẽ được làm lại 5 thí nghiệm này.
Khi thực hiện thí nghiệm xong, chúng ta sẽ thấy hiện tượng như sau. Ở ống 1, quỳ tím chuyển sang màu đỏ nhạt. Ở ống 2, dung dịch ban đầu có màu đỏ chuyển dần về không màu. Ở ống 3, thấy sự bọt khí. Ở ống 4, viên kiểm tan dần và có bọt khí xuất hiện. Ở ống 5, dung dịch chuyển sang màu xanh lam. Từ các thí nghiệm này chúng ta rút ra kết luận gì? Axit acetic là một axit hữu cơ có tính chất của một axit, nhưng nó là một axit yếu. Khi thực hành thí nghiệm, các em sẽ thấy kẽm khi cho vào ống nghiệm chứa dung dịch axit acetic thì sự bọt khí rất là yếu và chậm. Ở ống chứa natri carbonate cũng sủi bọt khí rất là chậm. Các em xem lại sách giáo khoa về độ mạnh yếu của axit nhé. Ở bài axit trang số 14 để hiểu rõ hơn phần này. Thầy sẽ hướng dẫn các em cách viết công phương trình hóa học của axit acetic với các chất vô cơ. Axit acetic tác dụng với natri hydroxit. Đây là phản ứng trao đổi. Hydro liên kết với nhóm OH trong axit sẽ đổi với kim loại natri trong bazơ. Nhóm COOH hóa trị 1, natri hóa trị 1 nên công thức của muối tạo thành là CH3COONa với tên gọi là natri acetat. Hydro liên kết với nhóm OH tạo thành nước. CO là oxit bazơ. CH3COOH là axit. Hydro trong nhóm OH của axit cũng đổi với kim loại đồng. Gốc acetat CH3COO có hóa trị 1, đồng có hóa trị 2. Do đó chúng ta đưa chéo hai hóa trị này xuống. Vì nhóm OH có nhiều nguyên tử nên chúng ta sẽ đặt chúng mặt trước khi đưa chéo xuống để hình thành công thức của muối CH3COO 2 lần CO. Muối này có tên gọi là đồng 2 acetat. Hydro còn lại sẽ kết hợp với nước để hydro sẽ kết hợp với oxy tạo thành nước. Tương tự cách viết này, các em sẽ về nhà rèn luyện hai phản ứng dưới nhé. Lưu ý là khi hydro kết hợp với lại gốc CO3, nó tạo thành axit carbonic. Axit này không bền, sẽ phân hủy thành khí CO2 và nước. Nên lúc nãy chúng ta thấy ở ống nghiệm chứa natri carbonate có sự bọt khí. Tương tự như vậy, các em sẽ viết phản với kẽm. Kẽm sẽ đổi thế chỗ cho hydro. Lưu ý là kẽm hóa trị 2 nhé. Ngoài tính chất này thì axit acetic còn có tính chất gì nữa? Chúng ta sẽ tìm hiểu khả năng phản ứng của axit acetic với rượu ethylic theo các hướng dẫn sau. Thí nghiệm này các em sẽ được làm lại trên phòng thực hành. Các em quan sát clip thí nghiệm nhé. Acetic tác dụng với rượu ethylic. Thí nghiệm axit acetic tác dụng với rượu ethylic. 2 ml axit acetic. Cho vào ống nghiệm 2 ml axit acetic. 2 ml rượu ethylic. 2 ml rượu ethylic. Và 1 ml axit sulfuric đặc. Và 1 ml axit sulfuric đặc. Sau đó, lắp ống nghiệm lên giá. Miệng ống nghiệm được sau đó, lắp ống nghiệm lên giá. Miệng ống nghiệm được đậy bằng nút cao su, có gắn ống dẫn khí xuyên qua đầu ra của ống dẫn khí, đặt gần sát đáy của ống nghiệm khác, nhúng trong cốc có chứa nước lạnh. Đun tập trung tại vị trí chứa hỗn hợp. Hơ đều ống nghiệm rồi đun tập trung tại vị trí chứa hỗn hợp phản ứng. Các em chú ý ở đầu ống dẫn có các giọt chất lỏng nhiễu xuống.
đó chính là sản phẩm. Cho vào đó khoảng 20 lít dung dịch muối ăn bão hòa. Cho vào đó khoảng 20 lít dung dịch muối ăn bão hòa. Lắc nhẹ ống nghiệm rồi để yên một thời gian. Quan sát hiện tượng và giải thích. Như vậy là axit acetic có thể tác dụng với rượu ethylic. Chuyện gì đã xảy ra giữa các phân tử chất tham gia phản ứng? Đây là phân tử axit acetic. Đây là phân tử rượu. Khi hai phân tử này tiếp xúc với nhau với đủ điều kiện phản ứng, liên kết giữa chúng sẽ thay đổi để hình thành sản phẩm. Các em cùng quan sát nhé. Liên kết OH trong phân tử rượu sẽ đứt và liên kết CO trong phân tử axit acetic sẽ đứt để tách nhóm OH trong axit và hydro trong rượu. Hydro trong rượu sẽ kết hợp với OH trong axit hình thành phân tử nước. Các phần còn lại sẽ liên kết để tạo phân tử ester. Như vậy, axit acetic tác dụng với rượu ethylic sẽ tạo thành sản phẩm CH3COO, CH2CH3 và nước. Sản phẩm này có tên gọi là ethyl acetate, thuộc loại ester. Các em ghi bài nhé. Axit acetic có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất? Như lúc nãy chúng ta đã biết, axit acetic khi pha loãng nồng độ từ 2-5% thì dùng để làm giấm ăn. Ngoài ra còn dùng để chế biến chất dẻo, tơ nhân tạo, dùng làm thuốc diệt côn trùng, phẩm nhuộm, dược phẩm và nó còn có thể dùng để diệt cỏ dại được các em. Phần ứng dụng này các em xem ghi nhớ 4 trang 142. Người ta điều chế axit acetic bằng cách trong công nghiệp là giấm hóa học. Người ta oxy hóa butan với chất xúc tác và nhiệt độ thích hợp để tạo axit acetic với nước. Trong gia đình, sản xuất giấm ăn bằng cách oxy hóa rượu có mặt men giấm sẽ tạo thành axit acetic với nước. Axit acetic điều chế bằng cách lên men giấm rượu ethylic chúng ta có thể dùng được. Nhưng axit công nghiệp thì chúng ta không dùng được, chủ yếu là dùng trong tẩy rửa. Phản ứng này còn giải thích cho việc tại sao rượu nhạt, đặc biệt là rượu nho, rượu vang, nếu em để trong không khí một thời gian thì sẽ bị chua. Đó là do quá trình lên men tự nhiên trong không khí tạo thành giấm ăn có vị chua. Vì vậy, nếu gia đình chúng ta có những buổi tiệc dùng rượu vang thì các em sẽ nhớ bảo quản rượu vang trong thùng lạnh nhé. Thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số kiến thức qua các câu trắc nghiệm sau nhé. Câu thứ nhất, axit acetic có tính axit vì trong phân tử có 4 lựa chọn. Các em chọn đáp án nào? Đáp án C mới là đáp án đúng. Có nhóm OH kết hợp với nhóm CO tạo thành nhóm COOH. Chúng ta không chọn câu D là có nhóm OH và nhóm CO, bởi vì nếu hai nhóm này không kết hợp để tạo nhóm COOH thì phân tử cũng không có tính axit. Câu thứ hai, axit acetic có thể phản ứng được với những chất nào trong các chất sau đây? Kẽm oxit, natri sunfat, kali hydroxit, natri carbonat, đồng, sắt. Thầy cho các em đáp án nhé.
có bốn chất tác dụng được với axit acetic. Đó chính là kẽm oxit, kali hydroxit, natri carbonate và sắt. Tại sao natri sunfat không tác dụng được? Đây là muối của gốc axit mạnh, do đó không tác dụng được với axit yếu. Đồng là kim loại đứng sau hydro nên không tác dụng với axit acetic. Vậy bài tập này nhắc lại cho chúng ta biết kiến thức đã học, axit acetic là một axit, như vậy sẽ phản ứng với những kim loại đứng trước H, các kim loại sau H không tác dụng với axit acetic. Đó là các kim loại đồng, thủy ngân, bạc, bạch kim và vàng mà các em hay đọc câu nhắc là cửa hàng Á Phi Âu. Câu số 3. Trong các chất sau đây, chất có tính axit là? Trong ba chất các em chọn chất nào? Đáp án là chất A. Có nhóm COOH. Nhóm CO kết hợp với nhóm OH tạo thành COOH nhé. Chúng ta không chọn đáp án C bởi vì nhóm CO không kết hợp với nhóm OH để tạo nhóm COOH. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Về nhà các em sẽ học bài theo sách giáo khoa và vở ghi, làm bài tập 1, 2, 5, 6, 7 trang 143 sách giáo khoa. Bài số 7 thầy sẽ hướng dẫn các em cách làm. Phản ứng xảy ra giữa axit acetic và rượu ethylic tạo thành ethyl acetate với nước. Chú ý đây là phản ứng thuận nghịch nhé. Theo dữ liệu của đề, chúng ta có khối lượng axit bằng 60g, khối lượng rượu bằng 100g. Các em tính số mol ra. Đây là bài toán dư, nên các em sẽ tìm chất dư chất phản ứng hết và tìm khối lượng ester tạo thành theo lý thuyết. Khối lượng ester đề bài cho 55g là khối lượng thực tế. Từ đó chúng ta tính ra hiệu suất bằng cách lấy khối lượng thực tế là 55g này thay vào, chia cho khối lượng lý thuyết ở trên tìm ra nhân 100% thì sẽ được hiệu suất của phản ứng. Nếu có thắc mắc gì trong quá trình làm bài tập, các em sẽ liên hệ trực tiếp với thầy nhé. Hoặc gửi về mail lu.nguyenkim@gmail.com hoặc Zalo 0915223926. Các em cũng có thể gọi điện thoại để hỏi thầy qua số điện thoại này. Thân chào các em, hẹn gặp lại các em ở những bài học sau. Chúc các em và gia đình luôn hạnh phúc và may mắn.